Kính chào quý thầy cô và các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trong video trước, tôi đã thông tin về những phương tiện và phần mềm cần thiết để tạo một video bài giảng. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách quay phim giáo án bằng điện thoại thông minh. Chúng ta dễ dàng nhận thấy máy ảnh và nghệ thuật chụp ảnh ra đời giúp ghi lại chính xác chân thực những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống tự nhiên và xã hội, đem lại cho nhân loại một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ, cũng như khả năng lưu trữ mới. Nhưng cuộc sống mà luôn vận động và phát triển, những bức ảnh tĩnh không làm hài lòng những người ưa thích chuyển động. Và máy quay phim ra đời, những chiếc điện thoại thông minh sản xuất tích hợp camera để làm người bạn đồng hành ở mọi lúc, mọi nơi cũng ra đời. Câu hỏi đặt ra là có nên sắm máy quay phim để phục vụ cho việc quay giáo án không? Xin thưa, có, sắm được thì tốt quá. Nhưng không nhất thiết phải sắm một chiếc máy quay mini tầm chục đến vài chục triệu đồng, vì như vậy sẽ rất lãng phí, trừ phi kinh tế của quý thầy cô quá dư giả. Giải pháp ngọt ngào, kinh tế nhất vẫn là một chiếc điện thoại quay được chất lượng Full HD, đảm bảo khi dựng video giáo án rất ổn. Độ phân giải Full HD hoàn chỉnh mà giới chuyên môn quy định là tỷ lệ khung hình 16.9, tức 1920x1080 pixel. Pixel là chỉ số các điểm ảnh hiển thị trên màn hình. Pixel càng lớn thì màn hình hiển thị càng chi tiết, càng rõ nét. Còn megapixel mà các nhà sản xuất smartphone điện thoại thông minh ấy, thường giới thiệu cũng không có gì phức tạp đâu, chỉ là thông số về cách tính điểm ảnh. 1 megapixel bằng 1 triệu điểm ảnh. Từ đó suy ra, để có chất lượng video Full HD, camera sau của quý thầy cô từ 12 megapixel trở lên là đảm bảo. Và tôi dám chắc rằng ngày nay đa phần quý thầy cô đều sở hữu cho mình những chiếc điện thoại như vậy. Nào hãy cầm điện thoại lên và nghe tôi chia sẻ tiếp. Bỏ ngay thói quen cầm theo chiều dọc như thế này. Khi quay, hãy nhớ cầm theo chiều ngang. Tại sao? Vì hầu hết các khung hình chuẩn từ phim, ảnh, video, nhạc mà chúng ta thường xem trên YouTube, Facebook, Vimeo, TV đều theo tỷ lệ 16.9, tức là khung hình chữ nhật nằm ngang. Với khung hình này thì mới đáp ứng đủ độ rộng để bao quát toàn cảnh bảng đen phấn trắng, lột tả được trang giáo án trọn vẹn và đầy đủ nhất. Đặc biệt khi dựng phim muốn cắt xén, phóng to hoặc thu nhỏ cũng khá thuận lợi. Chỉ cần một vài thao tác chỉnh kích thước khung hình, quý thầy cô cũng có thể biến một video có khung hình chữ nhật nằm ngang thành khung hình vuông, phá cách đăng trên Facebook hoặc trên Instagram để tạo sức hút, hoặc khung hình vertical theo chiều dọc để đăng vừa khít trên tường Facebook. Chúng ta chỉ thực sự cầm điện thoại để quay theo chiều dọc khi muốn lấy hết được độ cao hoặc chiều dài của một vật thể, bối cảnh nào đó. Ví như lột tả chiều cao cột cờ, cột điện, một cây phượng cao chót vót trổ hoa tuyệt đẹp, một người đứng trên tầng cao tả hoa và bóng bay cầu hôn chẳng hạn. Cầm điện thoại như thế nào cho chuẩn, tránh rơi rớt và nhất định phải cầm chắc chắn khi quay, không bị rung lắc khung hình để hình ảnh không bị nhòe. Đây là cách cầm truyền thống thông dụng. Nhớ đừng để các ngón tay che khuất ống kính camera. Còn đây là cách cầm phá cách mà tôi thường hay dùng. Nếu không có chân quay, hãy tận dụng tối đa các vật dụng có bề mặt bằng phẳng để kê đặt viên dựa điện thoại cho vững, tránh rung lắc, chắc chắn quay sẽ đẹp hơn. Nếu có điều kiện, quý thầy cô mua gậy selfie tự sướng như thế này hoặc chân quay cho điện thoại, thì việc cầm điện thoại khi quay hay cố định điện thoại ở một vị trí thích hợp khi quay rất tiện lợi, thoải mái và chắc chắn. Điều kiện hơn nữa thì mua gimbal, tức tay quay chống rung, đảm bảo cầm kiểu gì cũng ổn, xịn sò và đáng yêu. Nhiều người thắc mắc điện thoại rõ xịn có độ phân giải siêu lớn mà khi quay đôi khi hình ảnh bị nhòe, mờ, không rõ. Nguyên nhân có thể do chúng ta vô tình chạm tay vào ống kính khiến ống kính bị dính dấu vân tay, hoặc do ống kính lâu ngày bị bụi bặm bám vào làm dơ, hoặc khi quay dưới trời sương mù, dưới chân thác nước đổ xuống tạo hơi nước bay làm mờ ống kính. Vậy nên trước khi bấm quay, hãy kiểm tra ống kính camera. Nếu bị dơ, bị lem vân tay, hãy dùng bông, vải mềm, cọ mềm hoặc khăn giấy để vệ sinh. Đừng để những góc quay như thế này làm xấu đi những hình ảnh mà quý thầy cô muốn truyền đạt. Cần hạn chế tối đa góc giác, những hạt sạn vô lý, vô duyên làm giảm đi tính truyền cảm của những khung hình. Muốn vậy, hãy dọn dẹp trang hoàng góc quay, cân nhắc lựa chọn bối cảnh trước khi bấm máy. Chọn cài đặt chất lượng video trên điện thoại ở chế độ phân giải cao nhất có thể đối với điện thoại của bạn để hình ảnh được ghi lại tốt nhất. Có thể tải các app ứng dụng quay cho điện thoại để hình ảnh được đẹp và lung linh hơn.
Tương ứng với mỗi nội dung bài giảng, quý thầy cô cần tìm ra và chọn một cảnh quay, góc quay minh họa cho phù hợp. Có thể quay toàn cảnh thầy cô đứng giảng bên bàn, cận cảnh quay những nội dung diễn giải, những hình ảnh, con số muốn thuyết giảng, bìa góc máy quay, trang sách giáo án, quay đặc tả một thao tác nào đó. Muốn vậy, quý thầy cô cần biết những góc quay cơ bản sau. Quay toàn cảnh. Quay trung cảnh. Quay cận cảnh. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu một số thao tác và kỹ thuật quay cơ bản đối với chiếc điện thoại thông minh để áp dụng cho quay giáo án. Và sau đây là một số lưu ý mà quý thầy cô cần quan tâm để chúng ta quay đảm bảo chất lượng khung hình được tốt nhất. Và những lưu ý này cũng thay cho lời chào của tôi tới quý thầy cô và các bạn. Hẹn gặp quý thầy cô và các bạn trong những video tiếp theo. Sử dụng camera phía sau điện thoại để có được chất lượng video tốt nhất. Lựa chọn ánh sáng tốt nhất đối với mỗi góc quay. Mỗi góc quay phải cung cấp một nội dung nào đó, đừng để những góc quay vô nghĩa vu vơ. Hạn chế thu gần hoặc phóng xa, tức zoom đối tượng trong khi quay. Vì zoom kỹ thuật số của điện thoại không được ổn, chất lượng hình ảnh kém. Có thể sử dụng góc cận cảnh để xóa phông, tăng tính hấp dẫn. Tự tin và luôn nhìn vào ống kính khi quay.